Cô chào tất cả các con. Trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học môn luyện từ và câu nhé. Và trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những từ chỉ sáng tạo. Bên cạnh đó các con sẽ được củng cố về cách dùng dấu phẩy, dấu chấm và dấu chấm hỏi. Và với bài này các con cần thực hiện yêu cầu thứ nhất, đó là dựa vào những bài tập đọc và chính tả ở các tuần 21, 22 và em hãy tìm các từ ngữ chỉ trí thức và hoạt động của trí thức. Và những bài tập đọc và chính tả có trong tuần 21 và 22 đó là ông tổ nghề thêu, bàn tay cô giáo, nhà bác học và bà cụ Edison, cái cầu. Và bài cuối cùng đó là bài một nhà thông thái. Và các con cần nắm được người trí thức, đó là những người có hiểu biết sâu rộng về một hay nhiều lĩnh vực nào đó, về văn hóa hay nghệ thuật, vân vân. Và các con hãy dựa vào những bài tập đọc chính tả đã học ở tuần 21 và 22 để tìm những từ chỉ trí thức và hoạt động của trí thức. Và đầu tiên cô giới thiệu với các con, đây là hình ảnh của nhà bác học Edison. Và nhà bác học là người có hiểu biết sâu rộng về một hoặc nhiều ngành khoa học. Vậy những từ ngữ chỉ trí thức là gì? Các con hãy cho cô biết. À, đó là từ nhà bác học. Vậy những từ chỉ hoạt động của trí thức đó là gì? Các con hãy suy nghĩ và cho cô biết nhé. Và cô xin mời các con xem một số hình ảnh về người trí thức. Đây chính là nhà thông thái Trương Vĩnh Ký. Và tiếp theo, đó là hình ảnh những nhà khoa học với hoạt động là họ đang nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Đây chính là hình ảnh kiến trúc sư đang thiết kế xây dựng trên mô hình. Và đây chính là hình ảnh kỹ sư xây dựng. Và đây chính là hình ảnh kiến trúc sư thiết kế các công trình xây dựng. Giới thiệu với các con kỹ sư Vũ Hồng Khánh. Ông là người Hải Phòng và ông đã chế tạo ra động cơ chạy bằng nước. Đây là hình ảnh của nha sĩ với hoạt động khám và chữa răng. Và giới thiệu với các con, đây là hình ảnh những người giáo viên. Và chắc hẳn các con đã biết được rất nhiều những hoạt động của những người giáo viên, phải không nào? Và với bài số 1 này, cô hy vọng các con sẽ tìm được những từ chỉ trí thức và những từ chỉ hoạt động của trí thức thật là tốt nhé. Và với yêu cầu tiếp theo của bài này, đó là phần thứ hai, các con hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau. Và với yêu cầu của bài số 2 này thì đầu tiên cô có một yêu cầu dành cho các con. Các con hãy chú ý lắng nghe nào. Các con hãy suy nghĩ và điền dấu phẩy vào câu sau. Trên trời từng đàn chim bay lượn. Vậy các con hãy suy nghĩ và điền dấu phẩy vào câu này nhé. Cảm ơn các con. À, và bài làm như sau. Trên trời từng đàn chim bay lượn. Tại sao trong câu trên con lại điền dấu phẩy sau từ trên trời? À, đúng rồi các con. Các con thân mến, với những từ ngữ chỉ địa điểm, nơi chốn đứng ở đầu câu thì các con cần phải dùng dấu phẩy để tách ra với hai bộ phận chính của câu. Các con đã nhớ chưa nào? Và tiếp theo, cô xin mời các con đến với phần thứ 3 của bài học ngày hôm nay với yêu cầu như sau. Bạn Hoa tập điền dấu câu
vào ô trống trong chuyện vui dưới đây. Chẳng hiểu vì sao bạn ấy điền toàn dấu chấm. Theo em, dấu chấm nào dùng đúng và dấu chấm nào dùng sai? Em hãy sửa lại những chỗ sai. Và bây giờ cô cũng có một yêu cầu dành cho các con. Các con hãy suy nghĩ và thực hiện cho cô nhé. Yêu cầu như sau. Có một bạn điền dấu câu vào trong câu dưới đây. Chẳng hiểu vì sao bạn ấy điền toàn dấu chấm. Theo em, dấu chấm nào dùng đúng, dấu chấm nào dùng sai? Hãy sửa lại chỗ sai đó. Các bạn học sinh lớp 3 chấm. Các bạn học sinh lớp 4 rất chăm chỉ học tập. Các con hãy suy nghĩ cho cô để làm bài này. Cảm ơn các con. Và câu đã được sửa lại như thế này. Các bạn học sinh lớp 3 phải, các bạn học sinh lớp 4 rất chăm chỉ học tập. Sau cụm từ các bạn học sinh lớp 3, chúng ta điền dấu phẩy là chính xác vì cụm từ này chưa chọn một ý nên các con phải dùng dấu phẩy chứ không được dùng dấu chấm. Các con đã nhớ chưa nào? Như vậy các con cần nhớ khi câu văn đã chọn ý, con nhớ ghi dấu chấm cuối câu nhé. Và cô lại tiếp tục có một ví dụ tiếp theo dành cho các con với yêu cầu như sau. Có một bạn đã điền dấu câu như thế này. Theo các con, bạn điền có đúng không và vì sao? Các bạn đã làm bài xong chưa? Chấm. Nào, các con có một phút suy nghĩ để làm cho cô bài này. Cảm ơn các con. Và câu đã được sửa lại như sau. Các bạn đã làm bài xong chưa? Chấm hỏi. Và dấu chấm hỏi cuối cùng này bạn thay cho dấu chấm hoàn toàn chính xác. Vì câu này chính là câu hỏi nên các con phải điền dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi. Và các con cần ghi nhớ là cuối câu hỏi con nhớ ghi dấu chấm hỏi nhé. Như vậy các con hãy vận dụng kiến thức các con vừa học để làm thật tốt những bài tập trong phiếu mà cô gửi sau đây cho các con nhé. Tạm biệt các con. Chúc các con luôn ngoan học giỏi nhé. Cô sẽ đợi phản hồi của các con.